Nghe rõ mình nói không? Anh chị trong nhóm bán hàng cuối năm đến đâu rồi? Có ai đang làm FBA, có ai đang đi hàng FBA cuối năm không ạ? Hai anh chị toàn người mới ấy nhỉ? Cũng khá nhiều anh chị em mới nhỉ, mới tinh luôn ấy. Thì mọi người cứ vào nghe nhé, mọi người vào nghe và giao lưu nhé. Làm Amazon thì mọi người phải giao lưu nhiều, được chưa nhỉ? Học hỏi nhiều kiến thức, giao lưu nhiều, trải nghiệm nhiều, làm nhiều nhá, sau đó rút ra kinh nghiệm, được chưa nhỉ? Mọi người trong nhóm có ai có tài khoản chưa? Có ai đang bán hàng chưa nhỉ? Chắc có chứ đúng không? 17 anh em rồi, 20 người đã bắt đầu nhá. Có anh chị em nó đang đi hàng cuối năm không? Cuối năm sắp tới chuẩn bị vào dịp quý 4 rồi. Hôm nay là tháng cuối tháng 9 rồi. Tháng 10, tháng 11, tháng 12 là mùa bán cuối năm nhé mọi người nhé. Mùa mà trên Amazon lượng mua sắm cuối năm rất là lớn. Được chưa? Và năm nay dịch bệnh nữa nên là năm nay dịch bệnh ở các nơi nó vẫn còn rất là nó còn vẫn là phức tạp. Nhưng mà ở Mỹ thì nói chung là nó cũng dịch nó cũng phức tạp. Tuy nhiên thì về thương mại điện tử và về Amazon ấy thì gần như là mình thấy là vẫn không có gì ảnh hưởng lắm đâu mọi người nhé, vẫn bán rất là tốt. Mọi người đều đang tìm hiểu về Amazon cả, có ai đang làm à? Hoàng Vũ thấy Nam đúng không, bán thế nào rồi em? Tìm sản phẩm khó quá anh ơi. Khó quá cả. Sao lại khó? Tiền cái đoạn 19 lên, người ta đăng ký lên nhiều quá. Ừ, đúng rồi. Bây giờ đa phần tài khoản, nếu mà mọi người muốn đi hàng lâu dài ấy, và muốn bán FBA hay là bán dropship mà muốn bán lâu dài ấy, thì mọi người nên đăng ký brand nhá. Mọi người nên đăng ký brand trên Amazon. Brand thì nếu mà đầu tư một cái brand để mà bán thì mình nghĩ là nó không quá đắt đâu. Nó rơi vào tầm khoảng 1.500 đô nhé mọi người nhé, để đăng ký xong một cái brand. Đó, thì khi mọi người đăng ký xong thì mọi người sẽ được Amazon nó chấp nhận rất nhiều những, nó sẽ cho mọi người thêm rất là nhiều những cái tính năng và nó bảo vệ người dùng nhé. Cộng thêm với khách hàng, khi mà người ta mua của những cái khách hàng mà làm FBA ấy, làm có brand riêng ấy, thì họ cũng sẽ giống như là có độ tin tưởng hơn và mọi người đỡ bị hijack hơn nhé, được chưa nhỉ? Đỡ bị hijack hơn, đỡ bị chơi xấu hơn. Thì nếu mà làm lâu dài thì nên có brand mọi người ạ. Ok. Tấn Đời Nguyễn đang tìm kiếm sản phẩm, có tìm kiếm sản phẩm. Rồi ok, 20 người rồi. Thực ra thì cái việc tìm sản phẩm ấy, nó là một trong những cái vấn đề mà mọi người khi mà làm trên Amazon, mọi người mới hay bị mắc phải. Bởi vì sản phẩm là một trong những yếu tố mà dẫn đến có đơn hàng hay không, đúng không ạ? Đấy là lý do mà khi mọi người bán hàng ở trên Amazon thì làm sao mọi người phải tìm được những nguồn hàng, tìm được những cái sản phẩm tốt cuối năm, đúng chưa? Thì cái dịp cuối năm này là trong một trong những cái dịp mà nó doanh số bùng nổ ở trên Amazon nha mọi người nhé. Doanh số rất là cao, có thể gấp 2-3 lần so với những cái tháng bình thường như hiện tại, được chưa nhỉ? Bởi vì mọi người biết sao, cuối năm trên Amazon ấy, nó có nhiều ngày lễ, chưa nhỉ? Nó có nhiều ngày lễ và nó có nhiều cái ngày ở dịp cuối năm thì nó rất nhiều ngày lễ trên Amazon, rất nhiều ngày lễ ở Mỹ. Đấy là lý do mà khách hàng người ta mua sắm rất là lớn ở những ngày đấy. Thì đồng nghĩa việc là gì? Đồng nghĩa việc là cái lượng mua sắm lớn, đồng nghĩa việc là mọi người bán phải đa dạng mặt hàng lên. Và những cái sản phẩm mà người tìm ấy, nó cũng phải làm sao đấy, nó phải phù hợp với những cái ngày đấy. Chứ còn không, mình không nên bán những cái sản phẩm nào mà nó không thỏa mãn những cái ngày cuối năm, ví dụ như ở năm mới hay là Giáng sinh, được chưa? Hay là Black Friday hay là Cyber Monday. Đó. Trần Hưng đây này. Dropship có nên đăng ký brand không? Dropship thì nói chung là có brand thì mọi người là ưu tiên nhé, nên có brand. Dropship thì cũng nếu mà có brand thì tốt quá. Nên có brand nhé mọi người, nên đầu tư một cái brand trên Amazon để bán. Nên dropship có nên có brand nhé mọi người nhá. Có nên có. Còn nếu mà anh em mới có chưa có thì thôi, nhưng mà mọi người phải tìm sản phẩm thật cẩn thận nhá. Bởi vì trên Amazon thì nó chuyên có một cái đội ngũ chuyên đi kiện. Được chưa? Chuyên có một đội ngũ đi kiện anh em, đi kiện những cái sản phẩm mà mọi người bán dính thương hiệu. Nó chỉ đợi để mọi người bán dính để nó kiện thôi.
để nó đòi tiền bồi thường không? Tiền bồi thường có thể là nó đòi mọi người, nó có, nếu mà mọi người không bồi thường nó sẽ kiện mọi người ra tòa án liên bang, rồi nó sẽ làm mọi cách để nó diệt mình, nó giết mình nhá. Nên là người mới nói chung khi mà bước chân vào Amazon nó cũng giống kiểu như kiểu là một cái rào cản này, nó khá là khó với những người mới bắt đầu. Tuy nhiên khi mọi người vượt qua những cái đấy rồi, mọi người hiểu quy trình, mọi người hiểu cách để vượt qua rồi ấy, thì không khó tí nào cả. Và hiện tại thì mình thấy là việc đăng ký tài khoản Amazon với info chính chủ bây giờ đang khá là ok đấy mọi người nhé. Bởi vì bây giờ Việt Nam mình đã có xác minh bằng video call rồi. Được chưa nhỉ? Video call thì chỉ cách đây, à không phải cách đây mà chỉ từ đến tận 2021 này thì chỉ có ở nước ngoài thôi mọi người nhé. Chỉ có ở nước ngoài thôi, chỉ có ở các nước không phải phạm vi Việt Nam thì có video call. Còn hiện tại Việt Nam mình đã chấp nhận video call nhá. Nhưng mà video call thì nó cũng có hai mặt đấy. Được chưa? Nó sẽ có hai mặt trái đấy, anh em sẽ không thể làm được nhiều tài khoản nữa, bởi vì tài khoản chính chủ hết, đúng chưa? Tài khoản là chính chủ hết. Nó chỉ cần xác minh video call lại phát thôi là nếu mà đi mua tài khoản là mệt, đúng không nhỉ? Cái thứ hai là mọi người chắc chắn nếu mà đăng ký chuẩn bị chuẩn đủ tài liệu thì mọi người sẽ có tài khoản nhé, đúng chưa? Đó. Video call thì rất đơn giản thôi, gọi điện các thứ nói chuyện và người ta yêu cầu cái gì thì mình sẽ cung cấp cho người ta những cái thông tin mà họ yêu cầu, được chưa? Đăng ký brand thì không khó mọi người nhé, chỉ mất tiền thôi, được chưa nhỉ? Đăng ký brand thì không có gì khó cả, mất tiền thôi, tầm 1.500 nhé, trang khiếu nhé, 1.500 đô. Tìm hàng thì anh sẽ hướng dẫn cách tìm hàng, nhiều cách tìm nguồn hàng nhé. Làm sao để kiểm tra được sản phẩm mình định bán có dính bản quyền không? Trường hợp sản phẩm giống hệt nhau về ngoại hình và tính năng chỉ khác logo thì có bị kiện. Sản phẩm có dính bản quyền hay không thì em phải check nhá, em phải check check kỹ nhá. Em phải check kỹ khi mà em bán sản phẩm, bất kỳ một sản phẩm gì trên Amazon thì em phải check. Check xem cái sản phẩm có dính thương hiệu không. Dính thương hiệu thì mọi người phải check ở trên cái tiêu đề là một này, được chưa nhỉ? Ở trên cái hình ảnh sản phẩm này. Còn cái sản phẩm kể cả nó giống nhau 100% ấy, nhưng mà mọi người chú ý này, mọi người lấy ảnh ở đâu mọi người bán hay mọi người lấy sản phẩm ở đâu mọi người bán thì mọi người không nên lấy ảnh EC của thằng trên Amazon nhé. Được chưa nhỉ? Không nên giống nhau cả về giống nhau EC ảnh trên Amazon là tuyệt đối không nên lấy. Được chưa nhỉ? Mọi người lấy nguồn ở đâu cũng được, giống nhau cũng không vấn đề gì nhé. Được chưa nhỉ? Giống nhau ở nhiều nguồn, ở các nguồn khác nhau ngoài Amazon không vấn đề gì. Bởi vì giống kiểu là mọi người bán hàng ở chợ ấy, thì có nhiều cửa hàng bán quần áo chẳng hạn, không vấn đề gì cả. Đúng không ạ? Nếu sản phẩm của mình sản xuất thì cũng phải đăng ký brand. Nói chung đăng ký brand ấy nó là một cái hướng đi lâu dài, trang khiếu nhá, nó là một cái hướng đi lâu dài mà mình nếu mà xác định làm lâu dài với Amazon thì mình nên đăng ký brand để thứ nhất này nó chuyên nghiệp hơn này, thứ hai là khách hàng khi mua sản phẩm có brand người ta nhìn người ta có độ tin tưởng hơn. Khi mà có brand thì Amazon nó sẽ ưu tiên nó cho rất là nhiều tính năng ở trên tài khoản. Còn không có brand thì chắc chắn là gì, ông giống kiểu đi bán hàng không có thương hiệu thôi, đúng không ạ? Có đăng ký brand thì kể cả làm dropship hay làm FBA thì đều hướng đến cả nha mọi người nhé. Video call bên Amazon nó sử dụng tiếng Việt Võ Huy này. Video call bên Amazon sử dụng tiếng Việt nhá, nói tiếng Việt hết, được chưa nhỉ? Chứ không phải tiếng Anh nữa. Vì Amazon chấp nhận tiếng Việt rồi mà mọi người, nói tiếng Việt nhá. Thế nên là một cái lợi thế cho anh em Việt Nam mình đấy. Mọi người đăng ký tài khoản rất là dễ qua hơn. Mơ hồ về Amazon là POV Amazon thì là về mảng gì? Có phải dropship? Cái này thì bạn nên tìm hiểu nhé. Bạn nên tìm hiểu ở trên trên kênh YouTube của mình nhé. Mọi người lên cái kênh YouTube Dũng Nguyễn của mình ấy để mọi người học nhé. Bởi vì là Amazon là POD, Amazon thì là kênh thương mại điện tử rồi đúng không ạ? Mình đang tìm hiểu về Amazon này. POD là một hình thức làm thôi, được chưa nhỉ? Dropship này, Dropship Amazon này, FBA Amazon này, Merch Amazon này, POD này, rất là nhiều hình thức làm nhé. Cái này thì bạn lên trên kênh Dũng Nguyễn của mình để bạn tìm hiểu thêm thông tin nhé. Ok. Mọi người đợi mình chút nhé. Rồi, ok. Mọi người có câu hỏi gì không nhỉ? Nếu không còn câu hỏi gì thì sẽ vào phần tìm sản phẩm trước nhé. Tìm kiếm và phân tích sản phẩm trước một chút nhé. Xong bắt đầu mình sẽ trả lời thêm những câu hỏi của mọi người nhé. Ok. Anh em đa phần là toàn anh em mới nên là mình sẽ nói từ từ nhé. Xem màn hình nhỉ?
Amazon thì mọi người biết rồi đúng không nhỉ? Amazon là một trong những kênh thương mại điện tử mà bán hàng gì ạ? Không chỉ mỗi thị trường Mỹ mà tất cả các thị trường trên thế giới đều tập trung vào Amazon để bán. Bởi vì Amazon là một kênh gì? Bán hàng gần như là mạnh nhất hiện nay đúng không mọi người? Không, gần như là không còn một kênh nào có thể vượt qua là kênh Amazon nữa. Bởi vì về cái lượng traffic của nó một tháng và những cái tháng cuối năm có thể lên đến 4 tỷ lượt traffic nhé, 4 tỷ lượt truy cập một tháng vào cái trang Amazon để mua hàng. Và tỷ lệ chuyển đổi nó cũng rất là cao, nên là Amazon là một cái miếng bánh mà giống kiểu đó, nó rất là màu mỡ. Chỉ có điều là gì? Chỉ có điều là mọi người làm sao để bán được hàng và mọi người cạnh tranh được với những sản phẩm mà mình đang bán made in Việt Nam ở trên Amazon, đúng không? Rồi, thì bán ở trên Amazon ấy thì mọi người chú ý này, thì nó có nhiều hình thức bán. Hình thức đầu tiên là hình thức anh em hay sử dụng ấy, anh em hay làm là hình thức với dành cho những anh em mới, đó là hình thức dropship. Dropship là một trong những hình thức mà người mới hay làm, bởi vì nó là một cái hình thức mà thứ nhất là dễ làm hơn so với FBA. Cái thứ hai là cái hình thức dropship là hình thức mà chi phí về vốn nó không quá nhiều, nó không quá cao, mọi người hiểu không nhỉ? Còn hình thức thứ hai đó là hình thức dropship là gì? Dropship là mọi người sẽ bán hàng giống kiểu là bán hàng trung gian nhá, đưa sản phẩm ra kho và bán ăn chênh lệch, được chưa nhỉ? Có đơn thì sẽ sang nhà cung cấp mua và ship cho khách. Còn FBA là mình sẽ đưa sản phẩm sang bên kho Amazon để bán, được chưa nhỉ? Amazon nó sẽ lo các khâu cho mình từ đã giao hàng, đóng gói, vận chuyển. Tuy nhiên thì FBA thì nó là một cái hình thức chuyên nghiệp của Amazon, và cái hình thức FBA nó là hình thức chuyên nghiệp thì đồng nghĩa việc là nó chuyên nghiệp thì đồng nghĩa việc là mọi người cũng phải làm theo kiểu chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp đây là gì? Mọi người sẽ phải có brand riêng này, mọi người sẽ có phải thương hiệu, sẽ phải có thương hiệu này, mọi người sẽ phải có sản phẩm độc quyền này, mọi người sẽ phải chạy quảng cáo này, được chưa nhỉ? Mọi người sẽ phải thỏa mãn rất là nhiều những tiêu chí của Amazon FBA. Tiêu chí của Amazon thì thế mọi người mới lấy được cái lòng tin của khách hàng để người ta chọn sản phẩm của mình chứ, đúng không ạ? FBA thì nó cần một trong những cái tiêu chí nữa là đó là FBA thì mọi người phải cần nhiều vốn, được chưa? Mọi người phải có nhiều vốn khi mà kinh doanh. Còn đối với hình thức dropship thì mọi người không cần phải quá nhiều vốn, mọi người chỉ cần vốn nó sẽ nhiều lên với hình thức dropship khi mọi người mở rộng mô hình và mọi người có thể là scale cái hình thức của mình lên, được chưa nhỉ? Đó, ok. Còn tìm kiếm sản phẩm trên Amazon thì Amazon nó có rất nhiều cách để tìm sản phẩm nhé mọi người nhé. Sản phẩm trên Amazon thì rất là nhiều, không thiếu cách để tìm sản phẩm, được chưa? Mọi người có thể tìm kiếm sản phẩm ở bất kỳ đâu và bán trên Amazon. Tuy nhiên làm sao để bán ra được cái sản phẩm đấy thì đấy là một cái gì ạ? Đấy là một cái khúc mắc mà rất nhiều anh em đang muốn tìm kiếm, đang muốn hỏi đúng không ạ? Thì tìm kiếm sản phẩm trên Amazon bằng cách nào và cách nào hiệu quả nhất thì dưới đây là 12 cách mình đã lọc, được chưa nhỉ? Thực ra đây là 12 cách thôi, còn bên dưới có thể gì ạ? Vân vân, rất nhiều cách nữa nha anh em nhá. Rất nhiều cách nữa chứ không phải chỉ có 12 cách này, nhưng đây là 12 cách thường xuyên tìm kiếm và 12 cách đào sản phẩm dễ nhất trên Amazon. Thì cách đầu tiên đó là mọi người sẽ tìm sản phẩm trong best seller nhá. Và best seller là gì? Best seller là các sản phẩm bán chạy nhất trong tất cả danh mục trên Amazon, và nó đánh giá dựa vào doanh số và nó cập nhật hàng giờ một nhá. Đây, mình sẽ vào Amazon này, trang Amazon nhé mọi người nha. Mọi người đá cho mình cái địa chỉ zip code sang bên Mỹ nhá. Đây mọi người nhìn thấy cái zip code này không? Của mọi người bây giờ nếu mọi người vào Amazon ở đây nó là delivery to Việt Nam đúng không? Thì mọi người đá cho mình sang bên New York nhá, hoặc là sang bên Los Angeles nhá. Ví dụ mọi người điền cho mình là 1005. Đó. Đặt. Đó, nó sẽ đá mình sang New York. Bởi vì sao? Bởi vì Amazon ấy, một số sản seller nó không ship về Việt Nam nhá, nên là nó sẽ không hiển thị thông tin của cái sản phẩm ở đâu, nên là mọi người phải đá sang nước ngoài, đá sang Mỹ này thì nó sẽ hiển thị đầy đủ thông tin nhá. Rồi bây giờ mình vào best seller này, mọi người nhìn thấy best seller ở trên cái thanh công cụ của nó chưa? Ở đó best seller này. Đó, ok. Thì Amazon best seller là gì đấy? Amazon best seller là top những cái sản phẩm bán chạy nhất trên Amazon được thống kê trong tất cả các danh mục, được chưa? Thì nó sẽ thống kê vào trong ngách này. Đó. Thì best seller này là một trong những là top những cái sản phẩm bán rất chạy trên Amazon nhé. Tuy nhiên thì những cái sản phẩm trên best seller này có cạnh tranh không ạ? Rất là cạnh tranh, được chưa nhỉ? Bởi vì những cái thằng trên best seller đa phần toàn những thằng sản phẩm thương hiệu lớn rồi, lớn hoặc rất lớn trên Amazon. Đó. Đây là các ngách của Amazon này. Đó. Đây là các ngách lớn của Amazon này. Đó. Được chưa nhỉ? Thì trong đống ngách này nha, không phải ngách nào mình bán được đâu nha mọi người nhá. Một số ngách mình không bán được bởi vì nó yêu cầu nhiều yếu tố để bán được vào cái ngách đấy. Có thể là giấy tờ này, có thể là gì, có thể là những cái mọi người bán thì nó yêu cầu những cái giấy phép về chất lượng sản phẩm để mọi người, khi mọi người bán vào ngách đấy thì mọi người cung cấp cho nó, được chưa? Bây giờ mình vào một ngách bất kỳ nhá. Bây giờ ví dụ mình vào ngách home kitchen đi, thôi add crafting đi,
ngách này là ngách về hàng thủ công này, đó, handcrafting là ngách về hàng thủ công này, thì trong này có rất là nhiều sản phẩm thỏa mãn những cái tiêu chí tìm kiếm của mình trên Amazon để bán nhé. Tuy nhiên thì bestseller thì nó là một trong những ngách mà nhu cầu cao và cạnh tranh cũng rất là cao, bởi vì toàn thương hiệu lớn bán trong này thôi. Bởi vì chỉ có ông thương hiệu lớn thì ông mới bán số lượng tốt đúng không nhỉ? Bán sản phẩm tốt, số lượng tốt thì ông mới được vào trong ngách bestseller này, đúng không ạ? Đó thì mọi người muốn biết xem được cái doanh số của nó nhiều hay ít ấy, thì mọi người có thể đo thông qua công cụ gì ạ? Mọi người có thể đo thông qua Helium 10 nha mọi người nhá. Helium 10 là một trong những công cụ có thể đo được doanh số của sản phẩm trên Amazon, được chưa? Đó, thì nó sẽ đo cho mọi người được cái doanh số của tất cả những cái sản phẩm đang bán trên Amazon nha mọi người nhé. Đó, nó ước tính doanh số trên từng sản phẩm một để mình có một cái nhìn gì ạ? Mình có một cái nhìn tổng quan về tất cả các sản phẩm bestseller trên Amazon, xem là sản phẩm nào bán chạy, sản phẩm nào không bán chạy, để từ đấy mình có cái nhìn đánh giá về những cái đối thủ của mình sắp tới, ví dụ mình muốn bán bằng cách này chẳng hạn, được chưa? Đó, nó sẽ là loading product data cho mình nhé. Nó sẽ đo được cả ngách luôn nhé mọi người nhé, nó đo được cả ngách trong ngách handcrafting thì luôn. Đó nhỉ. Cái công cụ này thì nó mất phí nhé mọi người nhé. Thì mọi người muốn mua thì mọi người có thể lên trang, nếu mà ai muốn mua thì có thể liên hệ với mình để mình sẽ giới thiệu cho nhé. Thì giới thiệu bên bán cái Helium 10, bởi vì cái Helium 10 này nếu mọi người mà mua cá nhân ấy nó rất là đắt nha. Còn nếu mà mọi người muốn mua mà dùng chung ấy nó rất là đắt nhá, bởi vì bảng của nó có thể lên đến 400 đô một tháng cơ. Nên là mọi người nếu mà muốn mua những cái này thì mọi người chỉ mua cá nhân thôi. Mua cá nhân thì nó rẻ không, nhưng mà nếu mình không nhầm thì có hơn 100.000 một tháng thôi. Xong xem rồi nhỉ. Này cũng chạy. Rồi cái này tí mình sẽ cho mọi người xem sau nhá. Giờ nó đang bị lỗi gì đấy, nó chạy. Có thể tối đến nhiều anh em dùng quá. Cứ chết ở cái sản phẩm 31 này, không chạy được. Rồi, đó, mọi người nhìn này. Những cái thằng ở trên bestseller của trong ngách AdCrafting này, đó, đây là những cái thằng mà bán tốt nhất ở trên ngách này, được chưa? Đó, được chưa nhỉ? Có thể đo được doanh số của từng thằng một. Thì nói chung là những cái sản phẩm thuộc cái top bestseller này thì nói chung là mình không khuyến khích mọi người tìm kiếm và bán ở trong ngách này. Bởi vì trong bestseller này thì thực ra nhu cầu rất là cao, ngách nào nhu cầu cũng cao. Chỉ có điều là những cái sản phẩm mới không cạnh tranh được. Bởi vì thứ nhất là gì? Giá không phải là yếu tố chính để cạnh tranh. Cái thứ hai là sản phẩm này, những cái sản phẩm trong ngách bestseller này thì đa phần là những cái sản phẩm mà nhu cầu cao, cạnh tranh cũng rất là cao. Nên là rất là khó để mọi người có thể chơi được những cái sản phẩm trong này, chọn được những sản phẩm trong này nhá. Nên là tốt nhất là gì? Bỏ ngách bestseller đi, đừng tìm sản phẩm trong bestseller. Ok. Đó. Ngách thứ hai đó là ngách hot new list. Hot new list là top những cái sản phẩm mới hoặc là mới ra mắt bán chạy trong tất cả danh mục và được cập nhật hàng giờ, được chưa? Đó, là sản phẩm mới ra mắt bán chạy trong tất cả danh mục. Rồi. Đây, hot new list, mọi người vào trong hot new list này. Được chưa nhỉ? Đó. Hot new list là top những cái sản phẩm bán chạy trên Amazon được thống kê trong tất cả danh mục. Tuy nhiên thì cái hot new list này nó có một cái gì mới. Hot là bán tốt này, và new list là mới lên, mới xuất hiện, mới ra mắt trên Amazon. Mới ra mắt trên Amazon mà đã bán tốt rồi thì chứng tỏ sản phẩm này có ngon không? Mới ra mắt mà bán tốt, mới ra mà bán tốt thì chứng tỏ là nhu cầu của nó rất là cao, đúng chưa? Mới ra bán tốt thì nhu cầu cao, và cạnh tranh thì sao? Mới ra thì cạnh tranh thấp không? Cạnh tranh thấp. Thì những cái sản phẩm thuộc top hot new list là top những cái sản phẩm mà mọi người dễ mua, dễ bán nhất, và cái nhu cầu để mà tìm kiếm được những cái sản phẩm trong này cũng khá nhiều nha mọi người nhá. Ok. Bây giờ mình sẽ vào một ngách bất kỳ nhá. Ví dụ những ngách AdCrafting này. Ngách cũ đi. Mọi người nhìn này, thì cái số lượng mọi người nhìn nhá, đây là cái tiêu đề của sản phẩm này, cái review của sản phẩm này, giá của sản phẩm, đây là rank nhá. Rank là cái gì? Rank là xếp hạng của sản phẩm trên Amazon, được chưa nhỉ? Mỗi một sản phẩm sẽ có một cái mức xếp hạng khác nhau ở trên trong cái ngách này. Thì sản phẩm nào mà rank càng thấp thì sản phẩm bán càng chạy, được chưa nhỉ? Rank càng thấp này, mọi người nhìn rank thấp là đứng đầu ngách chưa? Đó, rank càng đứng sau, rank càng về sau thì càng thấp này, nhìn chưa nhỉ? Đó, rank nó là cái thăng này này, đó thì gọi là rank nhá. Rank càng thấp thì bán càng chạy, rank càng cao thì bán càng chậm nhá. Ok. Đó thì những cái sản phẩm này mọi người để ý nhá, những cái sản phẩm trong bestseller ấy, thì review của nó rất là lớn. Cái review này này, cái lượng review này này nó thể hiện cho cái gì? Cái lượng review này nó thể hiện cho cái độ cạnh tranh nha mọi người nhá.
đây mọi người, mình gắn vào một sản phẩm này, cái lượng review này, cái review này nhá, nó thể hiện cho cái độ cạnh tranh, được chưa nhỉ? Nó thể hiện cho cái độ cạnh tranh của sản phẩm. Ok, thì cái sản phẩm mà càng nhiều review ấy thì đồng nghĩa việc là cái sản phẩm đấy càng cạnh tranh, tức là cái sản phẩm đấy mà được khách hàng người ta mua quá nhiều rồi và người ta trải nghiệm về cái sản phẩm quá nhiều rồi thì đồng nghĩa việc những cái sản phẩm đấy nó khó bán hoặc là mình không cạnh tranh được. Bởi vì sao? Cái số lượng review này này nó chỉ chiếm từ 2-5% trên tổng số lượng đơn hàng thôi, tức là ông bán được 100 đơn thì ông chỉ có tầm từ 2-5 cái review trên 100 đơn đấy thôi. Thế là thằng này có 316 review thì mọi người có chia được tỷ lệ không? Tức là thằng này bán được khoảng vài chục nghìn đơn rồi, hoặc là thằng này bán được vài nghìn đơn rồi, đúng ạ? Ok, bán được vài nghìn đơn rồi, mọi người hiểu không nhỉ? Đó, thì thằng nào mà review ở đây càng lớn ấy, đặc biệt là những thằng bestseller review có thể lên đến cả trăm nghìn review cơ, thì đồng nghĩa việc là nó bán được quá nhiều sản phẩm rồi, không thể cạnh tranh được đối với những sản phẩm đấy. Còn cái sản phẩm hot list này này thì sao? Thì mọi người vẫn có thể cạnh tranh được bởi vì review của nó còn thấp. Ok, review tầm dưới 200 là vẫn có thể bán được nha mọi người nha. Được chưa? Đó, đây là một cái sản phẩm về cái hộp bút này. Được chưa? Thì cái sản phẩm này có thương hiệu rồi, sản phẩm này là FBA nha mọi người nha. Mọi người muốn nhìn xem nó là FBA hay là FBM ấy thì mọi người nhìn vào cái phần bên phải này. Mọi người nhìn thấy chữ ship from Amazon không? Ship from Amazon là gì rồi? Là FBA rồi, đúng không nhỉ? Đó, ship from Amazon tức là Amazon giao hàng ấy, là FBA rồi. Thằng này nó làm hình ảnh rất đẹp nhé, có cả video luôn. Thằng này có brand rồi, brand của nó là Hestin này. Đó, brand của nó đây, thương hiệu của nó đấy. Ok, đấy là hot deal list. Cách thứ ba để tìm sản phẩm đó là mover shaker. Mover shaker là gì? Là các sản phẩm bán đột biến trong vòng 24 giờ gần nhất và là một kênh gợi ý tốt trong việc tìm kiếm sản phẩm, được chưa nhỉ? Đó là các sản phẩm bán đột biến trong vòng 24 giờ gần nhất. Mover shaker đâu? Đây, mình vào lại nhá. Bestseller này, Leo list. Rồi mọi người nhìn này, bestseller, Leo list, mover shaker này, được chưa? Ở mover shaker là top những cái sản phẩm mà bán chạy nhất trên Amazon được thống kê trong tất cả các danh mục, được chưa nhỉ? Hay còn gọi là những cái sản phẩm này là những cái sản phẩm có doanh số tăng đột biến trong vòng 24 giờ gần nhất. Đây này, là các sản phẩm bán đột biến trong vòng 24 giờ gần nhất. Thì thường những cái sản phẩm thuộc cái ngách mover shaker này là thường là những cái sản phẩm mà dễ bị dính trend. Và trend này là trend rất là mạnh, trend rất là nặng trên Amazon. Thì đồng nghĩa việc là doanh số của nó tăng cao khủng khiếp luôn trong vòng 24 giờ gần nhất. Đây, điển hình như cái sản phẩm máy ngách book này nhá. Mọi người nhìn cái sản phẩm đầu tiên này, nó tăng những 131.241%, không phải 100% nữa mà 131.000%. Rank của nó ngày hôm trước là 15.761 mà rank của nó sau một ngày nó về 12, được chưa nhỉ? Đó, rank bestseller luôn nhá. Mọi người thấy kinh khủng chưa? Sản phẩm này đang bán rất là hot này. Thằng này cũng thế này, thằng này tăng những 28.000% này, thằng này 12.000% này. Ok, mọi người thấy không ạ? Còn mấy cái ngách này thì ít hơn này, được chưa? Thì đây là một trong những cái ngách để mọi người có thể tìm kiếm về cái ý tưởng sản phẩm ở trên Amazon nhá, được chưa? Về quà tặng hoặc là về những cái sản phẩm dính trend hay là theo giai đoạn thì mọi người có thể tìm kiếm. Mọi người nhìn này, bây giờ những cái sản phẩm về Halloween đã bán rồi này, mọi người nhìn chưa nhỉ? Trên Amazon hiện tại nhá, ví dụ như Halloween là 31 tháng 10, đúng không, là Halloween, nhưng mà hiện tại bây giờ đã đang bán sản phẩm về Halloween rồi. Nên anh em nếu mà muốn bán sản phẩm nhá, mọi người nên bắt trend một tí cũng được. Sắp tới có ngày Halloween đúng không, cách một tháng nữa, thì mọi người làm gì? Mọi người bây giờ mọi người tập trung bán hàng về những sản phẩm Halloween đi, tập trung về những cái sản phẩm Halloween sắp tới đi. Bây giờ các ông chỉ bán về Halloween thôi, các ông hoặc các ông chỉ bán về những cái sản phẩm dịp cuối năm thôi, đừng tìm sản phẩm tràn lan nữa. Bây giờ tập trung về một cái ngách về chuyên về Halloween thôi, bán chung vào một ngách thôi, mọi người hiểu không ạ? Đó, đấy là mover shaker. Ngách thứ tư, cách tìm kiếm thứ tư là most wished for. Most wished for đâu? Most wished for đây này, được chưa nhỉ? Most wished for này là cái gì? Most wished for này là top những cái sản phẩm mà được tìm kiếm nhiều nhất trong vòng 24 giờ, hay là được xem nhiều nhất nhá. Đó, được xem nhưng mà có nghĩa là chưa chắc đã mua hàng nha. Có thể xem cho vào giỏ hàng nhưng mà chưa thanh toán hoặc là không mua, chỉ xem thôi. Nhưng mà trong vòng 24 giờ được xem nhiều nhất, được chưa nhỉ? Đó, thì đây là những cái sản phẩm đấy. Đây là những cái sản phẩm thủ top most wished for. Ok,
Thì những cái sản phẩm này thì mọi người chú ý là một trong những cái sản phẩm mà về quà tặng, hoặc là một trong những cái sản phẩm mà thỏa mãn những cái tiêu chí gì của họ ấy, mà họ có thể xem và tìm kiếm rất là nhiều, yêu thích rất là nhiều. Chỉ có điều là cái sản phẩm này chưa chắc đã được mua nhé. Nên là đây là một trong những cái kênh để mọi người có thể tìm kiếm về ngách hàng quà tặng hay là những cái ngách hàng về đồ yêu thích, được chưa? Đấy là một cách để gợi ý. Ngách thứ 5 đó là gift idea. Gift idea là cái gì? Gift idea là các sản phẩm phổ biến được khách hàng mua dưới dạng quà tặng. Đây là một cái kênh lý tưởng cho ai bán sản phẩm về quà tặng. Gift idea đây. Gift idea là về ý tưởng về quà tặng. Thì anh chị nếu mà muốn bán những cái sản phẩm về quà tặng hay là bán về những cái sản phẩm theo yêu cầu của khách ấy, thì mọi người có thể vào đây tìm kiếm nhé. Được chưa? Đó, thì có thể theo yêu cầu của khách, thì khách muốn mua kiểu gì thì mình sẽ bán những cái sản phẩm theo yêu cầu của khách, được chưa? Đó, ok. Cách thứ 6 là mọi người có thể tìm kiếm cái tên cửa hàng và nhãn hiệu. Tên cửa hàng và nhãn hiệu là một trong những cách để tìm sản phẩm trên Amazon, tìm được sản phẩm. Thì mọi người có thể tìm theo tên brand, có thể tìm xem sản phẩm trong các ngách trong brand đó. Brand là cái gì? Brand là thương hiệu của sản phẩm trên Amazon thì gọi là brand nhé mọi người nhé. Ví dụ bây giờ mình tìm một cái sản phẩm bất kỳ nhé. Ví dụ là sắp tới là có cái này nhỉ, Halloween à? Thôi Halloween nó hơi, mình sẽ tìm ví dụ như kiểu là decoration for Halloween, được chưa nhỉ? Ok, mình sẽ tìm thử sản phẩm nhá. Đó, những cái sản phẩm về Halloween mọi người nhìn nhá. Với cái keyword này này, mọi người khi mà mình search cái keyword này lên trên thanh công cụ tìm kiếm của Amazon nhá, nó ra 48 trang và hơn 100.000 kết quả. Đúng không ạ? Nó trả về cho mình hơn 100.000 kết quả, tương đương với hơn 100.000 thằng đang cạnh tranh với mình. Ngách này có bán được không? Đi vào cái ngách này có bán được không? Không thể bán được. Bởi vì sao? Quá cạnh tranh. Mọi người nhìn chưa nhỉ? Hơn 100.000 thằng cạnh tranh với mình. Rất khó bán nha anh em nhá. Rồi thì mọi người vào đây này, mọi người tìm kiếm những cái sản phẩm về Halloween này, cực nhiều sản phẩm luôn. Nói chung là những cái sản phẩm về trend Halloween ấy thì mọi người nên bán trước, bởi vì nó là một trong những cái mùa lễ hội rất là nổi tiếng ở Mỹ, và khách hàng người ta thường mua, có xu hướng mua trước nhé, để hàng nó đến nơi sớm hơn so với dự kiến, và khi mà mua trước thì thường nó rẻ hơn, đó kiểu thế. Bây giờ mình chọn thử một cái sản phẩm bất kỳ nhé, ví dụ sản phẩm này. Hay sản phẩm này đi. Đây sản phẩm này. Đó mọi người nhìn này. Đây là cái sản phẩm bán về Halloween này. Cái này là nó bán về cái xem nó bán về cái gì nhá. Mọi người có thể dịch. Nó bán về cái giống kiểu là cái nó bán về cái quả bí ngô, đúng không mọi người? Quả bí ngô để trang trí cái trang trí Noel nhỉ? À trang trí quên, trang trí Halloween hay Halloween. Đó, thì những cái sản phẩm này thì thứ nhất là Trung Quốc rất nhiều nha mọi người nhá. Bên Trung Quốc cực kỳ nhiều, được chưa? Đó, sản phẩm này nó bán được xem được bao nhiêu ngày rồi? Mọi người xem ở công thằng này nó mới bán được 28 ngày này đã lên top rồi này mọi người nhìn này. Nó bán cách đây 1 tháng rồi và sản phẩm đã được lên top trên Amazon, đúng không ạ? Đó, với những cái sản phẩm về Halloween này bây giờ bán rất là ok rồi nhá, được chưa? Đó, brand của thằng này là gì? Brand của thằng này là BSD Lies, đây này, brand của nó đây. Mọi người có thể ấn vào brand này để xem những cái thông tin về sản phẩm nó đang bán trên thông tin trên những cái sản phẩm liên quan đến brand này. Đó, bây giờ mọi người tìm cái tên brand nhé, nó ra những cái sản phẩm liên quan brand này. Đó, những cái sản phẩm của cái brand này đang bán ấy. Mọi người thấy không ạ? Mọi người có thể tham khảo và xem những cái sản phẩm đang bán này, xem liệu có bán được không nhỉ? Yeah. Nó cũng là một cách để tìm kiếm sản phẩm trên Amazon. Hoặc là mọi người có thể tìm kiếm theo tên người bán. Người bán đâu ạ? Người bán đây. Đây, người bán này mọi người chú ý này. Đây là cái thông tin về người bán này. Ví dụ cái thằng vừa rồi nhá, cái thằng vừa rồi thằng người bán của nó ship from Amazon này. Còn cái phần sold by này, đây, người bán là tên của cái thằng ấy luôn. Cái tên brand, thằng này tên brand sẽ trùng với tên người bán luôn, tên seller luôn. Anh em chú ý này, không phải là cứ tên brand trùng thường sẽ trùng với tên seller đâu nhá.
Có thể thường là sẽ là tên brand khác và tên seller khác nhé. Seller tức là người bán cái sản phẩm ở trên Amazon, còn brand là thương hiệu của cái sản phẩm ở trên Amazon, khác nhau nhé. Ok, nhưng mà thằng này nó đặt giống nhau, tên người bán và tên brand giống nhau. Đó, nên là mình sẽ mở ra đây, xem thông tin của cái thằng người bán này trên Amazon nó đang bán sản phẩm gì, đúng nhỉ? Đó, đây là thông tin của thằng người bán này, đây là tên của nó này, được chưa nhỉ? Rồi đây là cái địa chỉ mà đất kinh doanh của nó trên Amazon này, nó đăng ký với Amazon này, thằng này ở Trung Quốc rồi. Đó, Jiangxi này, Jiangxi này không biết ở đâu, Giang Tây, được chưa? Đó, Giang Tây Trung Quốc. Ok, mọi người vào phần product này để xem tất cả những sản phẩm của nó đang bán trên Amazon. Mình có thể xem, đúng không nhỉ? Xem nó đang bán những sản phẩm gì trên Amazon thì mình có thể bán theo nó, được không ạ? Được, mình có thể xem những cái sản phẩm đang bán trên Amazon để bán theo nó. Thằng này mới có 5 sản phẩm thôi, bán khá ổn đấy nhỉ. Mới có 5 sản phẩm thôi, mới bán thôi, sản phẩm này mới bán được 1 tháng. Đấy chưa nhỉ, mình có thể bắt trend để mình bán. Đó, còn sản phẩm về Halloween hết. Anh em bán theo không? Được, sản phẩm, những sản phẩm này thì có dính thương hiệu gì không? Không, thường sẽ không dính thương hiệu gì đâu. Muốn biết dính thương hiệu hay không, anh em lấy cái tên này này, lấy cái tên brand này nhá, tra ở trên trang Trademark Kia để xem nó dính thương hiệu không, được chưa nhỉ? Nếu mà tra mà nó không dính thương hiệu ấy thì nó sẽ hiển thị như nào? Ờ, mọi người search này. Đây, ví dụ cái tên thương hiệu này nhá, nó hiện là gì? Nó hiện đây là description này, mọi người dịch này, để xem cái phần mô tả nó có mô tả đúng về cái sản phẩm đang bán hay không. Đó, cây thông Noel đèn LED, đúng rồi nhỉ? Đúng sản phẩm rồi, đúng sản phẩm đang bán trên Amazon rồi. Đây, muốn biết chuẩn hay không nhá, mọi người vào đây để mọi người xem này. Mọi người vào bên trong nhá, sau rồi mọi người nhìn về cái thông tin của cái thằng đăng ký thương hiệu này, này. Nếu mà trùng với cái thằng gì, nếu mà trùng với cái thằng đang bán trên Amazon này thì sao? Thì đúng là tên của nó rồi, đúng ạ. Xem nó có đúng ở Giang Tây Trung Quốc không nhỉ? Đây, đây đúng chưa, đúng ở Jiangxi chưa, đúng ở Giang Tây chưa? Mọi người nhìn này, cái tên thương hiệu này đã được đăng ký bởi Giang này, bởi ông này, hai gian và địa chỉ của nó là ở Jiangxi này, đúng cái địa chỉ kinh doanh vừa nãy của mình trên Amazon mình tìm kiếm sản phẩm này không? Thì chứng tỏ thằng này có thương hiệu chưa? Có thương hiệu rồi, đúng không ạ? Có thương hiệu rồi thì làm sao, có bán được không? Có thương hiệu rồi thì tốt nhất là không nên bán nha anh em nhé, được chưa? Đó, thì mình chỉ bán những cái sản phẩm tương tự như này thôi, hoặc là mình chỉ bán những cái sản phẩm mà nó mẫu mã khác hẳn đi luôn, không bán những sản phẩm giống như này, bán những sản phẩm mẫu mã khác hẳn đi luôn, được chưa? Đó, ok, sản phẩm về Halloween rất nhiều, được chưa nhỉ? Đấy là tìm về theo tên brand hoặc là tên người bán nhé. Trường hợp thứ 7 đó là unsold. Unsold bao thì là người mua sản phẩm này cũng mua sản phẩm khác. Và đây là các sản phẩm có liên quan đến sản phẩm có sẵn mà người ta đang tìm. Đây là cách để xem xu hướng mua hàng của khách hàng. Unsold bao là một trong những cái tiêu chí mà rất là hay của Amazon. Mọi người để ý này, unsold bao là gì? Ví dụ sản phẩm này, mình kéo xuống dưới nhá, nó sẽ gợi ý là cho mình này, Amazon nó sẽ gợi ý cho mình là frequently bought together này, tức là những cái sản phẩm mà khách hàng thường mua kèm, đúng không ạ? Thường xuyên mua cùng này. Đây là ba sản phẩm thường xuyên mua cùng, đó là sản phẩm này, được chưa nhỉ? Đó là cái sản phẩm đầu tiên này, sản phẩm chính này, cộng với hai cái sản phẩm này. Thì hai cái sản phẩm này là một trong những cái sản, là một trong hai cái sản phẩm mà khách thường xuyên mua kèm. Và tổng, nếu mà mọi người mua tổng ba cái sản phẩm này thì tổng giá của nó là 32,97 đô. Ok, thì anh chị có thể xem và tìm kiếm xem cả những cái sản phẩm này nữa. Ok, xem cả những cái sản phẩm này xem nó có gì hay không mà nó lại được đề xuất vào đây nhờ. Thường là những cái sản phẩm mà liên quan đến nhau nhé, chứ không thể là sản phẩm không liên quan nhau mà nó sẽ gợi ý vào đây cho mọi người đâu. Ok, đó, xong vào xem brand của nó để xem những cái sản phẩm mà nó đang bán ở trên này này. Giờ mà còn ai tham gia à? Được chưa? Đó, đấy là unsold bao nhé. Unsold bao là một trong những cái tiêu chí rất là hay ở trên Amazon đấy. Cái thứ 8 đó là subcategory, là các danh mục con, và đây là cách ưa thích để tìm về sản phẩm mới. Thì các danh mục con thì mọi người có thể đào sâu vào một trong những ngách, ví dụ như kiểu là best seller nhá mọi người nhá, hay là hot new list, mọi người đào thật sâu vào một cái ngách nào đấy. Ví dụ nhá, mình vào best seller nhá, anh chị em chú ý này, mọi người vào best seller ấy, nhưng mà những cái sản phẩm ở ngách ngoài này, mọi người nhìn cái review của nó này rất là cao đúng không? Những cái thằng này mọi người nhìn này có thể lên đến gần 1 triệu review nhá, 797.000 review thì nó khủng khiếp như nào. Đây, 132.000 review, tức là gì, cái lượng review của nó quá lớn so với cái con số mà mình đặt ra để tìm kiếm sản phẩm. Thì đồng nghĩa việc là những cái sản phẩm mà mọi người không bán được,
không thể cạnh tranh được. Thì thay vì mình bán ở những ngách bên ngoài, ví dụ nhá, mình vào ngách home kitchen này, thì thay vì mình bán ở những ngách bên ngoài như này, những cái thằng mà toàn 250 với 281.000 review này, đây là ngách bên ngoài của home kitchen nhá. Còn mình vào sâu bên trong các ngách con này, các ngách con của nó đây, mình vào thật sâu bên trong, ví dụ mình vào bath, mình vào bath đó, sau đó là mình vào ngách tiếp này, vào ngách con tiếp này, vào làm sao cho cái lượng review của mình nó giảm xuống, nó ít đi, càng ít càng tốt, mà hiểu không ạ? Thằng ít ngách quá nhỉ. Vào bathroom này, vào ngách thật sâu vào nhá. Đó, mọi người nhìn chưa nhỉ? Bathroom này. Bây giờ vào accessory này. Đó, đây là ngách cuối cùng rồi. Mọi người nhìn nhá. Khi mà vào được bên trong cái ngách cuối cùng này, ví dụ ngách này là ngách về bathroom accessory set này. Thì mọi người nhìn kéo dưới này, mọi người nhìn sản phẩm của nó review này. Nói chung là cũng vẫn rất cao đúng không? Review cũng vẫn rất cao. Đúng chưa? Đó, review của nó có thể những cái sản phẩm bình thường đã lên đến hơn 1000 rồi. Tức là sao? Tức là nhu cầu ngách nào cũng lớn, chỉ có điều là những cái sản phẩm mà thuộc những ngách như này rất là khó chơi. Đúng không ạ? Đó. Thấp có 296 thôi nhưng mà cũng 296 là cũng khó cạnh tranh rồi nha mọi người nha. Đó, mọi người nhìn cái review đây, thằng này 77 này. Có được không? 77 là được rồi. 77 mình có thể cạnh tranh được. Đúng không ạ? Review thể hiện cho độ cạnh tranh. 84 này. Mọi người nhìn Halloween này, sản phẩm về Halloween đã lên top rồi này. Đó, anh chị nhìn thấy không? Xem sản phẩm này là sản phẩm gì? Mọi người có thể tham khảo những cái sản phẩm này và tìm những cái sản phẩm tương tự như vậy để bán. Và chú ý là phải xem, à thằng này là generic này. Anh em chú ý này. Thằng này là ship from Amazon, là FBA này. Thằng người bán này tên là Surpass 11 này. Brand là generic, generic là brand chung nhá. Được chưa nhỉ? Là brand chung, tức là ai cũng có thể bán được cái brand này trên Amazon. Thì cái brand generic này thì khi mà mọi người bán những cái sản phẩm tương tự của nó thì ok, thì bán được. Đó, thì mọi người có thể tìm những cái sản phẩm tương tự như này để mọi người bán này. Ok chưa nhỉ? Đó, bây giờ mọi người tìm sản phẩm tương tự, mọi người có thể lên AliExpress để mọi người tìm này. AliExpress là một cái kênh, là một cái nhà cung cấp ở bên Trung Quốc nha mọi người nha. Thì cái thằng nguồn hàng ở Ali này thì rất là đa dạng mặt hàng, giá cả cũng khá rẻ và ship nó có nhiều kho vận chuyển nhá. Đó, thì mọi người có thể sang bên Ali để tìm sản phẩm. Đó, ví dụ sản phẩm này nhá, bây giờ tôi muốn tìm sản phẩm tương tự như này đúng không? Cái này là về cái gì? Cái bathroom decoration set, tức là cái trang trí về phòng phòng tắm, đúng không ạ? Bộ trang trí về Halloween của phòng tắm. Thì bây giờ mình lấy keyword của nó thôi. Ví dụ tôi lấy cái bathroom này đi. Được chưa nhỉ? Bathroom decoration à, Halloween này mới đúng. Sau tôi lên trên này tôi tìm kiếm này, tôi tìm và tôi bán những sản phẩm tương tự như thế hoặc gần giống như vậy thôi. Được không? Đây này mọi người nhìn thấy chưa? Mọi người nhìn thấy sản phẩm tương tự không? Thằng này nó bán về cái này đúng không? Bây giờ tôi bán về cái này được không? Cũng về phòng vệ sinh. Anh em thấy không? Mình chỉ cần điền cái gì keyword vào cái là nó ra các mẫu khác ngay. Đúng chưa nhỉ? Giá ở bên này thì bán tận những bao nhiêu? 36 đô. Bên này thì chỉ có 17 đô thôi. Mọi người tìm được nhiều nhà cung cấp ở đây thì sao? Tỷ lệ mọi người bán được hàng rất cao. Đúng nhỉ? Sản phẩm bên Ali rất là nhiều. Nhiều lắm luôn đây, sản phẩm này khác này. Mọi người nhìn nhiều chưa? Rất nhiều đúng không ạ? Ok. Đó. Đây là một cách để tìm kiếm sản phẩm nhé. Ở trên Amazon đó là tìm theo các ngách con, nhưng mà phải vào thật sâu các ngách nhé. Vào những ngách nào nó đỡ cạnh tranh ấy, chứ còn vào những ngách home kitchen này thì nó rất là cạnh tranh. Bởi vì home kitchen là một trong những cái ngách gần như lớn nhất trên Amazon rồi. Tiếp đó là mọi người vào cách thứ 9 là mọi người sẽ bán sản phẩm theo trend và theo các ngày lễ ở trên Amazon. Sản phẩm theo trend thì công cụ nghiên cứu ở đây có thể là sách báo, tạp chí nước ngoài hay là Google Trend. Được chưa nhỉ? Anh em điền một cái keyword vào. Mọi người lên Google, mọi người gõ cho mình Google Trend này. Mọi người gõ cho mình Google Trend này. Xong mọi người tìm kiếm cho mình một cái cụm từ sắp tới vào nhá. Hoặc là mọi người tìm kiếm theo khu vực. Được chưa nhỉ? Đó. Mọi người lên Google Trend, mọi người tìm kiếm. Ví dụ như mọi người tìm kiếm về ngày Halloween này. Không, không phải về Halloween mà mọi người tìm kiếm đây này, những cái lượng mà thịnh hành gần nhất này, là những cái lượng mà khách hàng những cái lượng mà nó đang tìm kiếm trên Google này. Đó, mọi người xem những cái nội dung tìm kiếm này ở, nhớ là ở bên thị trường Mỹ nhá, còn đây là ở đang ở đâu? Đang ở Việt Nam. Được chưa nhỉ? Mọi người phải tìm kiếm theo vùng nhá. Đây là Việt Nam, mọi người phải đá sang Mỹ nhá, mọi người tìm kiếm nhá. Ok. Đó, thôi mọi người xem xu hướng ở bên Mỹ bây giờ đang tìm kiếm gì thì mọi người bắt trend để mọi người bán những sản phẩm liên quan đến những cái ngày gì? Những cái ngày trend đấy. Hoặc là mọi người có thể bán những cái sản phẩm theo mọi người có thể đọc sách báo nhá, hoặc là tạp chí nước ngoài, hoặc là vào những cái hội nhóm ở nước ngoài để mọi người xem trend sắp tới là gì. Rồi hoặc là mọi người có thể xem những cái sản phẩm về các ngày lễ, bán theo những cái ngày lễ trên Amazon thì cũng gọi là những cái ngày trend này.
đúng nhỉ? Đây cho mọi người xem cái bảng này. Đây, các ngày lễ này, các ngày lễ trên Amazon này, được chưa? Đó, những cái ngày lễ cuối năm trên Amazon này, mọi người để ý này. Ví dụ cuối năm nhá, bắt đầu bây giờ đang tháng 9 rồi đúng không? Mình bỏ hết những ngày phía trước đi này, back to school season này. Ở ngày bắt đầu sang đến tháng 10 có ngày Halloween này, được chưa nhỉ? Đó, tháng 10 bắt đầu có Halloween, tức là cuối tháng 10, đầu tháng 11 là có Halloween. Thì bây giờ phải bán sản phẩm về Halloween rồi, mọi người hiểu không nhỉ? Bởi vì mình giao hàng thường sẽ lâu, nên là khách nó sẽ gì ạ? Nó sẽ mua sớm. Nên là bây giờ anh chị nếu mà có tài khoản rồi, mọi người bán, tìm và bán những sản phẩm về Halloween cho mình. Ok, đấy là một cách để tìm nhá. Thì nó gợi ý cho mình ở đây là những cái sản phẩm về Halloween này thì nó giải thích về ngày Halloween này, và nó giải thích cho mình về những cái sản phẩm nên bán vào ngày Halloween, được không ạ? Nó nên bán vào Halloween là những cái sản phẩm gì này? Đồ make up này, rồi thì cái gì đây, cái gương gì đây, à đâu, những cái đồ về cái gì đấy mình không dịch được nhá. Rồi thanh di vinh này, 22 tháng 11 là về thanh di vinh này. Ở Black Friday là 23 tháng 11 này. Sau rồi Cyber Monday này, Giáng sinh này và năm mới này. Đó, thì mọi người để ý nhá, những cái ngày ngày cuối năm này. Mọi người nhìn này. Ví dụ về cái ngày Black Friday rồi Cyber Monday nhá, mọi người nhìn này, tất cả các ngách để bán chạy. All category này. Thấy chưa? All category này, tất cả các ngách để bán chạy hết. Đấy là lý do mà dịp cuối năm này thì cái nhu cầu mua sắm trên Amazon rất là lớn. Nên bây giờ mọi người làm ấy, tập trung vào cái gì cuối năm này mà kiếm tiền, mà tập trung vào để mà bán hàng nhé mọi người nhé. Tìm càng nhiều sản phẩm cho mình càng tốt, bán được càng nhiều sản phẩm cho mình càng tốt, và không cần phải lead quá nhiều. Làm sao tìm được những sản phẩm mà có nhu cầu ấy, sau đó là nếu mà cảm thấy có nhu cầu ngon thì chạy quảng cáo nhé, chạy thử quảng cáo là biết ngay. Ok, các ngày đấy lớn đấy trong năm tại Mỹ, cách thứ 10 đó là mọi người sẽ bán theo sở thích hoặc là theo một cái nhóm đối tượng cụ thể. Bán theo sở thích là gì? Ví dụ bây giờ sở thích của tôi là buông diều chẳng hạn, thì tôi chỉ bán những sản phẩm về diều nhỉ. Hay là sở thích của tôi là đi phượt, thì tôi sẽ bán những cái sản phẩm về tập trung về đi phượt cho một cái nhóm đối tượng cũng có chung sở thích với tôi ở bên Mỹ, đúng không ạ? Thì những cái đối tượng đấy mà nếu mà có sở thích như thế thì người ta sẽ tìm kiếm và người ta sẽ mua, người ta sẽ tìm kiếm những cái sản phẩm với cái gì ạ? Với cái keyword mà tôi đang bán hàng, đúng không ạ? Và nếu mà xuất hiện những cái sản phẩm mà thỏa mãn những cái tiêu chí của họ thì họ cũng sẽ mua hàng của mình, đúng chưa nhỉ? Đó, bán theo một nhóm đối tượng chung sở thích. Đó, ví dụ bây giờ bán cho một cái nhóm đối tượng đi chơi chẳng hạn, hay là một nhóm đối tượng mà thích đi câu cá chẳng hạn, thì tôi sẽ bán những cái sản phẩm liên quan đến dụng cụ câu cá cho những cái nhóm đối tượng này. Ví dụ cần câu này, lưỡi câu này, cước này, đúng nhỉ, cái xô này, rồi áo này, mũ này, đúng chưa? Đó, phao này, rất nhiều sản phẩm bán đi kèm cái gì, ví dụ cái phao có hàng tỷ loại phao, đúng không? Cái cần câu cũng có hàng tỷ loại cần câu rồi. Đó, thì tôi chỉ bán cho một những cái nhóm đối tượng ấy thôi. Tuy nhiên thì khi mà mình bán cho những cái nhóm đối tượng đấy thì giống kiểu là nó sẽ bị hẹp cái tệp data của mình lại, nó sẽ hẹp đối tượng lại. Thay vì mình bán tất cả những sản phẩm đang bán chạy trên Amazon, có nhu cầu trên Amazon, thì mình lại bị hạn chế cái nhóm đối tượng mua sản phẩm của mình đi, bởi vì chỉ có người ta phải thích đi câu cá thì người ta mới mua những sản phẩm ấy chứ, đúng không nhỉ? Đó, ok, đấy là cách thứ 10. Cách thứ 11 là mọi người sẽ tìm kiếm sản phẩm theo các công cụ hỗ trợ. Ví dụ như có thể mọi người có thể lọc sản phẩm thông qua tool nhá, có thể lọc sản phẩm thông qua tool Helium 10, hay là lọc sản phẩm thông qua các Jungle Scout, hoặc là lọc qua các tool hỗ trợ nhá, có thể là Helium 10 này, Jungle Scout này, Viral Land này, là những cái công cụ mà nó hỗ trợ mọi người tìm kiếm sản phẩm trên Amazon nhé. Mọi người lên kênh này của mình, được chưa nhỉ? Mọi người lên kênh Amazon Việt Nam, hay còn gọi là trước đây là Amazon Việt Nam, còn kênh này bây giờ là kênh Dũng Nguyễn nhé. Mọi người lên kênh này, mọi người tìm kiếm cho mình, mọi người tìm cho mình những cái video hướng dẫn này. Đây, mọi người mình có video hướng dẫn về cách sử dụng tool Helium 10 này. Mọi người có thể lên đây để xem nhé. Mình có hướng dẫn cách để mọi người tìm sản phẩm thông qua công cụ này. Được chưa nhỉ? Mọi người biết hết kênh này của mình chưa? Đó, lên đây. Tìm kiếm sản phẩm thông qua cái công cụ này, đây này, mình đang hướng dẫn đây này. Đó, được chưa nhỉ? Mọi người lên đây để xem nhé, xem lại cái công cụ này, xem lại cái kênh này của mình nhé, đăng ký kênh này và theo dõi những cái video của mình đăng ở trên này nhé. Video này ngày mai cũng sẽ có trên kênh, được chưa? Ok,
Nó thì nó không khó, chỉ có điều là mọi người tìm được sản phẩm và bán được sản phẩm nào thôi. Được chưa? Đó, thì đấy là 11 cách để mọi người có thể tìm kiếm và phân tích được sản phẩm trên Amazon nha mọi người nhé. Còn thực ra còn có nhiều cách nữa không? Có nhiều cách nữa. Ví dụ, bây giờ tôi tìm những sản phẩm bán chạy của năm ngoái, tôi bán lại năm nay được không? Cũng là một cách, đúng không ạ? Nhưng mà chưa chắc gì, chưa chắc là bán chạy nha. Rồi bây giờ tôi tìm những cái sản phẩm bán chạy ở Việt Nam, bán chạy ở các nền tảng Việt Nam, tôi bán thử là Amazon, đúng không ạ? Rồi bây giờ tôi bán tìm những sản phẩm bán chạy ở trên AliExpress để tôi bán theo những sản phẩm trên Ali, được không? Được. Chỉ có điều là gì? Chưa chắc đã bán chạy ở trên Amazon, đúng nhỉ? Thì cách làm hiệu quả nhất là mọi người tìm trực tiếp ở trên các gì ạ? Mọi người tìm trực tiếp thông qua những cái trường hợp đầu tiên này. Những cái trường hợp đầu tiên này là những cái trường hợp mà làm hiệu quả nhất, bởi vì mình đang tìm kiếm những cái sản phẩm trực tiếp trên Amazon, tức là những cái sản phẩm mà đã có gì ạ? Nhu cầu trên Amazon rồi. Còn bây giờ tôi tìm kiếm những cái sản phẩm ví dụ như kiểu best seller bên Ali hay là best seller trên Google hay là những cái sản phẩm best seller năm ngoái ấy. Nhưng mà có thể là năm ngoái hoặc là trên Ali nó hot thôi, còn năm nay chưa chắc nó đã hot, hoặc là có thể hot bên Ali nhưng mà sang bên Amazon thì lại không hot. Bởi vì sao? Đối tượng ở hai nền tảng làm sao khác nhau hoàn toàn, mọi người hiểu không nhỉ? Đấy là lý do mọi người nên bán những sản phẩm đang bán chạy trên Amazon rồi, đang bán chạy trên Amazon thì mình sẽ bán theo nó nhá, anh em chú ý nhá. Ok, thì khi mà tìm sản phẩm ấy, khi mà tìm được sản phẩm rồi thì phải có những cái tiêu chí gì để đánh giá sản phẩm để mà chọn được sản phẩm, đúng không ạ? Thì các tiêu chí để đánh giá và chọn sản phẩm trên Amazon, đây là 6 cái tiêu chí để đánh giá sản phẩm và lựa chọn sản phẩm trên Amazon nha mọi người nhá. Thứ nhất đó là review. Thứ hai là rank. Review là lượng tìm kiếm, review là cái thể hiện cho cái mức độ cạnh tranh của sản phẩm, đúng không ạ? Review đây. Review càng lớn chứng tỏ sản phẩm càng cạnh tranh. Review thể hiện cho độ cạnh tranh nhá. Ok. Review càng lớn chứng tỏ sản phẩm mới bán càng chạy, và những cái sản phẩm mà bán càng nhiều ấy thì đồng nghĩa việc là nó rất là cạnh tranh nhé, được chưa? Cái thứ hai là rank. Rank càng thấp thì sản phẩm bán càng chạy, rank càng cao thì bán càng chậm, thì rank càng thấp thì sản phẩm đấy bán càng tốt. Mọi người nhìn chưa nhỉ? Thì chọn những cái sản phẩm nó rank tốt thấp thấp một tí thôi thì mình dễ bán, đúng nhỉ? Rank cao quá thì sao? Sản phẩm của mình khi mà đăng lên trên Amazon nhé, chưa có rank đâu, rank not found luôn, tức là không có rank. Không có rank thì đồng nghĩa việc là khó mua hàng, đúng nhỉ? Không có rank đồng nghĩa việc là làm gì có khách mua hàng. Và khi mà có khách mua thì bắt đầu mới nhảy rank nhé. Ok. Lượng tìm kiếm. Lượng tìm kiếm keyword, đúng không nhỉ? Lượng tìm kiếm này thì mọi người sử dụng, mọi người xem bằng tool nhá, tool Hello World nhá. Mọi người xem cái công cụ, xem cái bài, cái video của mình ở trên kênh ấy, về lượng tìm kiếm nhá. Mức độ cạnh tranh từ khóa, đúng rồi. Lượng tìm kiếm nó còn phụ thuộc vào cái mức độ cạnh tranh của cái từ khóa đấy. Ví dụ một cái từ khóa ở trên Amazon, ví dụ mình search nhá. Ví dụ cái từ khóa, ví dụ như vừa đấy mình search cái từ khóa decoration đấy, for Halloween, đúng không nhỉ mọi người? Đó. Thì mình search cái keyword này, cái keyword này có thể một tháng có thể lên đến 1 triệu lượt tìm kiếm một tháng. Nhưng mà đối thủ ở đây này, đây là đối thủ nhá, 50.000 kết quả này này, đây là đối thủ của mình. Thì cái đối thủ này đấy, càng nhiều thì đồng nghĩa việc là càng khó cạnh tranh, bởi vì mình phải cạnh tranh với 50.000 thằng. Mọi người hiểu không ạ? Nên là mình sẽ tìm những cái keyword nào lượng tìm kiếm có thể nó ít ít một tí thôi, nhưng mà cái đối thủ đây nó ít, thì đồng nghĩa việc là tỷ lệ cạnh tranh bán hàng của mình nó sẽ cao hơn so với việc là mọi người đi vào một cái cách quá lớn để mọi người bán. Mọi người hiểu không ạ? Đó. Đó, tuổi đời sản phẩm. Sản phẩm lên tốt quá lâu không chọn. Được chưa nhỉ? Sản phẩm lên lâu quá rồi không chọn. Mọi người xem bằng công cụ nào, ví dụ sản phẩm này. Ví dụ sản phẩm này. Sản phẩm lên trên Amazon lâu quá rồi thì làm sao? Không chọn. Bởi vì những cái sản phẩm mà lên lâu quá rồi thì đồng nghĩa việc còn trend không mọi người? Không còn trend nữa rồi. Hoặc là lên lâu quá rồi thì quá nhiều đối thủ rồi, không thể cạnh tranh được, đúng không ạ? Đó, đây mọi người cài cho mình cái công cụ Kippa nhé, Kippa extension, thì nó sẽ hiển thị cho mọi người được cái thông tin về ngày tháng lên top của cái sản phẩm ấy nhé. Đây nó hiển thị, nó chạy đây này, nó sẽ hiển thị cho mình cái đây, thằng này lên được 81 ngày rồi, tức là toàn những sản phẩm mới lên này về Halloween, được chưa? Đó, thì mọi người có thể tham khảo và mọi người đi những cái sản phẩm này nhé. Ok. Tuổi đời sản phẩm thì chỉ chọn những sản phẩm nào thấp ngày thôi, tầm khoảng mình thấy là những sản phẩm tầm dưới 3 tháng thôi là bán tốt nhất nhá. Còn trên 3 tháng hoặc những sản phẩm lên hàng năm rồi thì tốt nhất là không nên bán. Đó, và trademark, patent, brand này là thì đây là ba cái lỗi mà dẫn đến chết tài khoản nhá. Trademark, brand, patent thì mọi người phải check nhá. Mọi người phải check thương hiệu trước nhỉ, phải check cái brand của nó xem nó có bị dính thương hiệu không. Nếu mà dính thì tốt nhất là bỏ nhá. Tìm những sản phẩm nào nó không dính thương hiệu mà bán.
Ok. Sản phẩm tìm kiếm là sản phẩm thuộc top nhu cầu cao cạnh tranh thấp. Thì nên tìm những cái sản phẩm mà nó thỏa mãn cái top này này, nhu cầu cao cạnh tranh thấp này, thì nó sẽ dễ gì ạ? Dễ bán, dễ mua, dễ bán hơn so với việc là một người bán những sản phẩm quá cạnh tranh. Được chưa? Đó, thì là cái tư duy mà tìm kiếm sản phẩm trên Amazon. Thì nói chung là cái tư duy này thì đối với người mới ấy, thì mình nghĩ là nên làm theo cái tư duy này, thì mình thấy là khá hợp lý nhá. Mọi người làm một thời gian rồi thì mọi người sẽ hiểu cái bản chất và hiểu những cái sản phẩm hay nhu cầu của khách hàng ở trên Amazon. Được chưa? Theo từng ngày, theo từng thời điểm trong năm. Được chưa? Đó, và cái dịp cuối năm này là cái dịp để mọi người có thể tham gia và thử sức với cái lĩnh vực Amazon này. Bởi vì cuối năm này thì nhu cầu mua sắm rất là lớn, mọi người bán hàng thì mọi người sẽ thấy nhá. Được chưa? Cuối năm này nhu cầu mua sắm rất là lớn, nên là và những cái dịp cuối năm này nếu mà team mà mạnh ấy, team mà bán tốt ấy, là mọi người sẽ mất rất nhiều thời gian để mà kê đơn ấy, bởi vì đơn hàng nó lớn và vốn cũng phải nhiều nữa để nhập hàng. Được chưa? Ok. Rồi, mọi người có câu hỏi gì không? Mọi người có thể đặt câu hỏi nhé. Alo. Khi mà mình lựa chọn các mặt hàng ở trên Ali anh B nguyên cái mặt hàng đó qua Amazon luôn không? Thì mình có bị dính mà bạn tìm chấp không anh? Ờ, em phải check ở bên Amazon trước nhá. Đấy anh chú, em phải check ở bên Amazon trước, xem cái sản phẩm đấy ở trên Amazon, ở trên em phải check trên Amazon. Nếu mà sản phẩm mà em tìm kiếm ở trên Amazon ấy mà nó bị dính trademark thì em phải bỏ sản phẩm ấy đi. Còn sản phẩm bên Ali mà em mang sang bên Amazon thì chưa chắc dính, bởi vì em đang làm, em làm dropship PL, tức là em bán sản phẩm với tên thương hiệu của em do em tự đặt, đúng không nhỉ? Thì chẳng chạm với thằng nào cả, chẳng va chạm với thằng nào cả thì không sao, đúng không? Đúng không? Còn những cái sản phẩm em check ở bên Amazon mà có thương hiệu rồi thì em bỏ rồi, đúng nhỉ? Nhưng mà mình hãy tìm nha, mọi người chú ý là mọi người tìm từ Amazon sang bên Ali thì hãy tìm kiếm sản phẩm nhé, chứ đừng có tìm ngược từ Ali sang Amazon thì chưa chắc đã bán được hàng đâu, hiểu không ạ? Ok. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ mình trả lời các câu hỏi của mọi người nhé. Anh cho em hỏi trước ạ. Rồi em hỏi đi. Vâng. Em muốn hỏi là ví dụ bây giờ mình đăng ký dưới dạng này tài khoản cá nhân, mình cũng đăng ký tài khoản chuyên nghiệp, như là mình không có đăng ký công ty ấy, thì ví dụ như trường hợp là mình không có đăng ký kinh doanh thì mình có thể đăng ký được bán được brand hoặc là tài khoản cá nhân thì vẫn tạo được brand. Em ơi, tài khoản cá nhân hay tài khoản doanh nghiệp ấy nó không khác gì nhau cả, chức năng của nó hoàn toàn giống nhau, không có khác nhau gì hết các, hiểu không? Nên là cái đăng ký brand ấy thì em đăng ký cá nhân hay đăng ký doanh nghiệp đều được nhá. Với anh cho em hỏi thêm một câu là khi mình muốn ghép tạng ấy thì nó yêu cầu các giấy tờ về như nước và thẻ credit ạ. Thì trong thời mình có thẻ credit nhưng mà mình không có chi tiêu gì nhiều thì mình sao kê nó tăng ra cái gì? Không sao em ạ. Bây giờ hiện tại thì Amazon nó đã xác minh tài khoản bằng video nha em nhé, bằng video call nhé, thì đồng nghĩa việc là em không cần phải dùng bill nữa, được chưa nhỉ? Nó chỉ cần xác minh thông qua cái giấy tờ tùy thân của em là căn cước này, rồi hộ chiếu này, rồi chứng minh thư hay là bằng lái xe, hoặc cái thứ hai đó là cái sao kê thẻ tín dụng hoặc là sao kê ngân hàng. Thì nếu mà cái sao kê của em mà em ít sử dụng ấy thì em chỉ cần sao kê xác nhận số dư thôi cũng được, được chưa nhỉ? Nhưng mà bên trên cái sao kê đấy phải đầy đủ thông tin, gồm có tên, địa chỉ và số điện thoại của những người đăng ký, được chưa? Sao kê bằng tài khoản ngân hàng cũng được, cần một thẻ Visa. Sao kê bằng thẻ ngân hàng được, không cần thẻ Visa em. À, phải có thẻ Visa để thanh toán, nhưng mà sao kê ngân hàng được, em hiểu không? Có thể sao kê là sao kê giao dịch, hoặc là sao kê thẻ Visa, hoặc là sao kê xác nhận số dư đều được nhé. Ok. Video call bên Amazon nó sử dụng tiếng Việt mọi người nhá. Dropship có cần chạy quảng cáo nhiều không? Tuấn Phùng. Thì dropship thì mình cũng nên chạy quảng cáo nếu mà sản phẩm mình cảm thấy nó ngon nhá, thì mình cũng nên chạy. Nhưng mà về bản chất dropship thì mình sẽ ăn theo cái lượng free traffic của nó, nên là mình ít khi mình chạy quảng cáo lắm. Vẫn nên chạy nhá, vẫn nên chạy để cắn traffic, vẫn nên chạy để cắn đề xuất, cắn index của Amazon.
thì nói chung là nên chạy. Còn để mà làm chạy nhiều về chạy nhiều về quảng cáo ấy, thì mọi người phải làm FBA, mọi người phải cần chạy nhiều nhá, được chưa? Hân võ này có thì vẫn tốt hơn, lọc lại keyword chạy quảng cáo sẽ rất hiệu quả. Đúng rồi, chính xác. Nếu mà mọi người có chạy quảng cáo ấy thì mọi người phải lọc keyword nhá, phải lọc keyword chuẩn. Mọi người lọc cho mình keyword, sau đó mọi người chạy quảng cáo theo những keyword đấy, bởi vì chạy quảng cáo trên Amazon nó giống kiểu chạy quảng cáo trên Google mà, đúng nhỉ? Chạy quảng cáo thông qua từ khóa. Thì anh chị em lọc cho mình bộ keyword chuẩn vào, sau đó mọi người chạy quảng cáo, chạy thử. Amazon nó cho tài khoản mới, một tài khoản $50 để chạy nhá. Free hết. Được chưa nhỉ? Nó cho $50 để chạy, $50 đầu tiên để chạy. Mọi người có thể test ở $50 luôn, mọi người hiểu ngay. Về bản chất là mình bán sản phẩm bên Ali ấy, là mọi người sẽ tìm sản phẩm mọi người thường là sẽ tìm sản phẩm bên Amazon, xong bắt đầu mới ngược lại tìm bên Ali, đúng không mọi người? Chứ tìm bên Ali xong bắt đầu mới bán sang bên Amazon thì chưa chắc là có nhu cầu đâu nhá. Khách hàng chủ yếu mua trên Amazon chủ yếu nước nào? Chủ yếu là Mỹ. Mọi người lên trang SimilarWeb này, đây, xem màn hình nhá. Mọi người nhìn cái trang web này, lên cái trang SimilarWeb để nó đo traffic nhá. Anh em để ý này, nó đo traffic cho mọi người xem nhá. Thì cái lượng traffic đổ vào Amazon một tháng ấy, thì cái lượng traffic từ nước nào là lớn nhất? Mọi người điền Amazon.com này, đây, .com này. Nó sẽ thống kê ra cho mọi người cái lượng traffic đổ vào Amazon một tháng từ những cái nền tảng nào là nhiều nhất nhá. Ok, thì chắc chắn là Amazon đến từ Mỹ là nhiều nhất rồi, đúng không nhỉ? Chiếm đến mấy chục, tám mấy phần trăm rồi. Đây mọi người nhìn này, có cái lượng traffic gần nhất, cái lượng traffic đổ vào Amazon tháng gần nhất này là 2,65 billion tỷ lượt traffic một tháng. Được chưa nhỉ? 2,65 tỷ lượt một tháng truy cập nhá. Ok, con số này nó giảm 0,8%, mọi người để ý nhá, con số này vào 3 cái tháng cuối năm ấy, nó không còn ở cái con số này đâu. Nó sẽ lên rất cao. Được chưa? Nó sẽ lên, có thể lên đến 4,5 tỷ lượt nhá. Rồi, mọi người nhìn này, kéo dưới này. Đây là thị trường gì? Thị trường Mỹ này, chiếm đến 80,31% rồi. Đó, tức là thị trường Mỹ là thị trường chiếm chủ yếu về cái thị phần của Amazon, khách hàng chủ yếu đến từ Mỹ. Đấy là lý do mà anh em làm dropship hay làm FBA toàn tập trung tại thị trường Mỹ thôi. Còn lại 18-20% là nó chia đều cho tất cả các thị trường còn lại. Châu Âu này, Trung Quốc này, Canada này, Ấn Độ này, Úc này, Nhật Bản này, Singapore này. Được chưa nhỉ? Đó, còn lại là các thị trường đó. Thì đồng nghĩa việc là gì? Đồng nghĩa việc là chủ yếu là tập trung vào thị trường Mỹ để bán. Mọi người nhá. Một số nguồn dropship, Trần Hưng có thể chia sẻ một số nguồn dropship ở Anh và Úc ạ. Anh và Úc thì em lại không hay dropship ở hai cái nguồn đấy. Thì em sẽ thống kê lại cho, em sẽ hỏi và em sẽ thống kê lại cho mọi người nhá. Ở cái nguồn ở Anh và Úc thì em sẽ thống kê lại cho mọi người nguồn dropship ở đấy. Và có thể em sẽ gửi anh Trần Hưng nhá, có thể inbox cho em nhá. Rồi có gì em sẽ hỏi và em gửi cho. Bởi vì em không hay drop ở hai nguồn này nên là em không rõ được đâu. Em drop thì chủ yếu từ Trung Quốc và từ Mỹ thôi. Và từ Việt Nam nữa để đi thôi, chứ còn em không hay drop từ Anh và Úc. Mình đăng ký brand bằng Nguyễn Nhật. Mình đăng ký brand thì sản phẩm đấy ở Alibaba. Nếu mình bán đúng cách seller nào đó bán giống mình thì có dính trademark không? Không. Mình làm dropship, mình làm FBA thì liên quan gì đâu mà trademark nhỉ? Mình làm FBA, mọi người hiểu đơn giản như này này. Mình làm FBA là mình bán sản phẩm của mình, đúng chưa nhỉ? Mình bán sản phẩm của mình có thể không sản xuất ra. Mình lấy một cái sản phẩm, mình lấy một cái sản phẩm của khách của bên Alibaba hoặc là bên 1688, đúng không nhỉ? Tuy nhiên, những cái sản phẩm đấy khi mà mình mang lên trên Amazon ấy, đúng nhỉ? Khi mà mình mang lên trên Amazon ấy thì mình đã phải gì? Mình bán với tên thương hiệu của mình cơ mà. Tên thương hiệu của mình thì có giống với cái thằng đang bán trên đấy không? Chắc chắn là không, khác nhau hoàn toàn. Ví dụ thằng bán ở trên Amazon đang bán đúng cái sản phẩm đấy và đúng cái ngách mà mình đang bán ấy là A, tên là A chẳng hạn nhé. Nhưng mà chắc chắn là khi mà mình bán sản phẩm ở trên Amazon ấy với cái sản phẩm tương tự như vậy, mình sẽ không đặt thương hiệu là A, mình sẽ đặt một cái tên thương hiệu khác theo tên, theo cái ý muốn của mình. Đó thì là hai sản phẩm khác nhau rồi. Có thể giống nhau về hình thức nhưng mà khác nhau về brand, không dính trademark được, mọi người nhá. Giống kiểu là ở một cửa hàng, một cái chợ có thể có 3-4 cửa hàng bán thịt ấy, bình thường mà. Anh ơi,
trang mẫu mà mình khi mà có một API mà đăng ký brand rồi á, thì toàn bộ sản phẩm của các bạn đó là được bảo hộ hết, là mình đâu có được đọc vào bất cứ sản phẩm nào trong brand đó anh. Alo, là sao nhỉ? Em có thể hỏi lại anh. Anh chưa nghe rõ lắm. Tức là anh thấy có nhiều bạn mà đăng ký brand á, thì cái cửa hàng của bạn đó toàn bộ sản phẩm đều để brand nó hết luôn. Đúng rồi. Mình không có được đọc vào bất cứ sản phẩm hết anh. Thì khi mà bạn nó làm dropship á, thì bạn phải đăng cả ngàn sản phẩm mà bạn đưa vô brand đó. Đúng rồi, là tôi là chết, làm mình đâu có đụng vô được. Đúng rồi. Thực ra thì một số sản phẩm có dính brand ấy, anh em làm dropship vẫn làm, bởi vì những cái sản phẩm dính brand thì thường nó sẽ bán chạy. Và làm hijack ấy, làm hay còn gọi là làm reseller bán theo ấy, thì thường chỉ đi tìm những cái sản phẩm nó bán tốt để bán theo nó thôi. Thì nó sẽ có rủi ro đúng không? Bán theo những cái sản phẩm bán tốt thì sẽ có sale, sẽ có nhiều tiền. Chỉ có điều là gì? Chết tài khoản bất kỳ lúc nào thì không nên làm theo những cái sản phẩm đấy. Còn đi FBA thì mình sẽ phải đăng ký brand với thương hiệu của mình mà. Đúng nhỉ? Mình chẳng bán theo ai cả. Mình bán theo sản phẩm của mình. Đúng nhỉ? Thương hiệu là do mình tự đăng ký. Đúng không ạ? Nên là gì? Nên là không sợ bố con thằng nào hết. Ok. Còn làm dropship thì mình làm PL nhá, mình làm dropship private label. Mình cũng đặt tên thương hiệu của mình trên Amazon, nhưng mà cái tên thương hiệu đấy chưa đăng ký. Chưa có tiền đăng ký hoặc là chưa đăng ký, thì mình sẽ bán những cái sản phẩm mà tương tự hoặc gần giống, ví dụ giống vậy thôi. Ví dụ thằng dính thương hiệu ấy nó bán sản phẩm màu xanh thì ta bán sản phẩm màu trắng, mẫu gần giống như vậy, được chưa nhỉ? Đó, ta bán sản phẩm màu đen, mẫu gần giống như vậy. Ok, giống kiểu hàng không thương hiệu ấy, mọi người hiểu nhỉ? Đó, cho mình xin ít nguồn US. Cho đợi em chút nhá. Vâng, anh hỏi đi, anh Kiên Hùng hỏi đi, anh Hùng hỏi đi. Đúng rồi, anh nhận được thẻ thì mới có số trên thẻ chứ anh. Anh phải nhận được thẻ thì mới có số ở trên thẻ của anh Hùng nhá. Anh Kiên nhá. Anh cũng không quen hôm nay giá về anh làm cái thẻ giá về họ cũng không đưa lại cái gì cả. À, thì thẻ thì nếu mà anh làm ngân hàng nào? Anh làm ở Vietinbank. Thì chắc là chưa có thẻ hay đâu anh ạ. Làm thẻ Visa thì chắc phải mất vài hôm. Bảo đó thì một tuần anh lấy thì sẽ có thẻ thôi. Vâng. Ok. Ngọc Ai Hoàng này. Nguồn US làm dropship à? Nguồn US làm drop à? Có thể kể đến như kiểu là Walmart này, eBay này, Amazon được không? Amazon này mình gửi tin nhắn nhá. Amazon này, eBay này. Được chưa nhỉ? Amazon này, eBay này, rồi Walmart này. ST được không? Có ai làm ST không? Home Depot. Best Buy. Rất là nhiều nguồn ở Mỹ nhá. Nguồn Mỹ nhiều đấy. Chỉ có điều là nguồn ở Mỹ thì giá hơi cao nhá mọi người nhá. Nhưng mà chất lượng sản phẩm thì khá ok. Bình Nguyễn Đạo. Hiện tại em mới đăng ký tài khoản nhưng em dùng tên brand do tên tự đặt, mà chưa đăng ký không dùng tên generic thì sau này có sao không? Không sao cả. Không sao cả. Sau này em sửa lại. Khi mà em đăng ký brand thì em sửa lại. Nếu là drop thì mình có nên bán thập cẩm không hay chỉ nên bán một dòng sản phẩm cho một shop thôi, ví dụ bán chăn màn, bóng điện. Mình có thể, cái này là do mình thôi, mình có thể bán hàng giống kiểu như một cái cửa hàng tạp hóa vậy. Nhưng mà mình khuyến khích mọi người nên bán vào một ngách nhá, nên bán chung một ngách thôi. Ví dụ bây giờ mình chỉ bán sản phẩm ở trong ngách home kitchen, tức là bán về ngách nhà bếp, thì mình chỉ tìm những cái sản phẩm nào về ngách nhà bếp mình bán thôi. Sản phẩm về ngách nhà bếp có hàng tỷ sản phẩm, đúng không ạ? Bán chỉ bán vào ngách nhà bếp thôi, giống kiểu là cái brand hiệu mình chỉ đi trên một cái chủ đề, một cái mặt đường thôi, thì tỷ lệ bán hàng mình sẽ cao hơn là mình bán lúc thì sản phẩm cho trẻ em, lúc thì sản phẩm về nhà bếp, lúc thì lại sản phẩm về đồ văn phòng nhá. Đó, đấy là lời khuyên nhá. Ok chưa nhỉ? Dính về check out thì hơi khó, đúng rồi, dính về check out thì hơi khó. Một số nguồn khó check, ví dụ Walmart các thứ là hơi khó check đấy, thì phải nhờ người check thôi. Ok. Thì chưa nhỉ, mọi người có câu hỏi gì không ạ? Anh
anh hỏi chút. Ừ, với trường hợp mà mình bán FBA nhưng mà mình muốn dùng kho ngoài của Amazon, thì chi phí lưu kho ở Amazon thì khá là cao. Ừ. Thì anh có kinh nghiệm gì về việc lưu kho ngoài xong rồi chuyển kho Amazon không? Anh thấy là lưu kho ngoài cũng có rất nhiều lợi thế đấy. Lưu kho ngoài thì thứ nhất là cái chi phí để mà fulfill đơn hàng nó thấp hơn FBA. Nhưng mà lưu kho ngoài thì nó chỉ là một cái dạng, nó chỉ là một cái hình thức của dropship thôi. À, nó là một hình thức của FBM, nó là FBM luôn chứ không phải là một hình thức, nó là FBM. FBM nhưng mà thuê kho ngoài thì ưu điểm của nó là gì? Ưu điểm của nó là chi phí thấp hơn, fulfill nhược, giao hàng nhanh hơn, giao hàng nhanh hơn dropship nhưng mà lại chậm hơn FBA. Đó. Và nhược điểm là cũng dễ bị gì? Nếu mà sản phẩm của mình phải bán được sản phẩm, những cái sản phẩm chất lượng ấy, thì mình khắc đưa sang, thì nhược điểm là vốn. Đưa FBM sang kho ngoài cũng phải vốn to một chút này. Cái thứ hai là cái dòng sản phẩm của mình cũng phải đa dạng một tí. Và cái thứ ba là mình cũng tự phải xử lý tất cả các đơn hàng ở trên Amazon, rất là mệt. Còn nếu mà làm FBA thì em chả phải kê đơn hàng gì cả, bởi vì là Amazon nó sẽ lo hết tất cả khâu chăm sóc khách hàng cho mình hết. Còn làm FBM mình vẫn phải chăm sóc khách hàng, rất là mệt. Vâng, ý em là mình vẫn làm FBA nhưng mà mình sẽ ví dụ như là mình có khoảng 3.000 sản phẩm, mình lưu ở kho ngoài 2.500 sản phẩm, còn mình chỉ để 500 sản phẩm kho FBA thôi. Khi mà sản tốc của kho Amazon nó xuống rồi thì mình bắt đầu lại chuyển từ kho ngoài vào. À thì cũng được như thế, nhưng mà nói chung là nếu mà như thế thì em mất chi phí nó nhiều thôi. Đúng không? Em mất hai đầu chi phí, mất đầu chi phí ở kho ngoài, đầu chi phí ở Amazon. Thực ra thì nếu mà em đi cho ít sản phẩm vào kho Amazon xong rồi là ở kho ngoài nhiều ấy, thì chi phí ở kho ngoài lại nhiều. Chi phí FBA lại, chi phí ở cho kho FBA lại thấp, lại ít. Đúng không? Thực ra thì cũng được, anh nghĩ cũng được đấy. Nó là một cách khá hay đấy. Nhưng mà thường nếu mà đi ấy, là anh hay đi từ Trung Quốc đi luôn cơ, bởi vì giá nó rẻ. Đúng không? Như anh là anh đi từ Trung Quốc cơ. Như thế cũng được. Trường ạ. À? Dạ. Cũng là một cách nhé. FBA có trademark là các seller không được hijack, còn không có trademark là hijack được. Đúng rồi em ơi, đúng rồi, bằng Nguyễn Nhật nhé. Thực ra anh em anh mọi người để ý nhé, mày có hijack còn có trademark còn hijack nó vẫn hijack như thường, chỉ có điều là nó chết không thôi, đúng không ạ? Còn quan trọng là gì? Quan trọng là bây giờ hình thức làm hình thức reseller hay còn gọi là hijack thì bây giờ anh em không nên làm, bởi vì tỷ lệ chết tài khoản rất là cao nhé, nên là không nên làm những cái hình thức như thế, nó rất là rủi ro. Tài khoản bây giờ nó rất là giá trị, nó không như ngày xưa, nó không như cách đây khoảng 3-4 năm ấy, nó rất là dễ. Nhưng mà mọi người nên làm, nếu mà muốn làm lâu dài với Amazon thì mọi người nên làm chuẩn nhé, lời khuyên cho mọi người đấy. Điều gì cần thiết cho review bán hàng trên Amazon à? Mình chỉ khuyến khích mọi người, thứ nhất là mọi người bán hàng trên Amazon ấy, thì mọi người thứ nhất là mọi người chăm chỉ một tí nhé, chăm chỉ học hỏi và nên có đội nhóm làm việc với nhau. Đấy là lời khuyên nhé, nên có đội nhóm làm với nhau. Thì đội nhóm ở đâu? Đội nhóm đây mọi người có thể liên hệ với nhau để mọi người tự làm nhóm với nhau, để mọi người làm nhóm sẽ hiệu quả hơn làm cá nhân, làm một mình nhé. Kể cả dropship FBA cũng thế, FBA lại càng không thể làm cá nhân được, được chưa nhỉ? Đó, còn các hình thức mà mọi người, ví dụ mọi người đã theo một cái mảng nào, mọi người cố gắng theo đến cùng cái mảng đấy cho mình, được chưa nhỉ? Bởi vì nhiều khi anh em theo cái mảng này khó làm không được, anh em nhảy sang mảng khác không được đâu nhá. Làm Amazon thì phải cần có thời gian, cần có kinh nghiệm, cần có vốn, cần có đội nhóm để mà share những cái kiến thức trong cái quá trình làm, đi hỏi rồi thì gì ạ, đi học hỏi thêm, đi học đó. Nên là gì? Nên là mọi người cố gắng làm sao bán hàng trên Amazon thì phải giữ vững cái quan điểm của mình đấy nhé. Cái thứ hai là ham học hỏi, thứ ba là kiên trì, thứ tư là có đội nhóm, ok nhá. Đúng rồi, để hạn chế vốn và tận dụng được nhân lực thì mọi người nên lên lập team nhá. Lập team thì mọi người bây giờ rất nhiều anh em muốn làm Amazon, mọi người lên lập một cái team làm với nhau nhá. Rất nhiều anh em, ví dụ như anh em ở Hà Nội, chắc chắn là trong đống này, trong số anh em đang xem video của mình cũng có anh em ở Hà Nội đúng không? Mọi người lập một cái team Hà Nội cho mình, tầm khoảng 3-4 ông. Được chưa? Một bây giờ đang dịch thì các ông không gặp nhau được thì các ông làm online được. Bây giờ như mình cũng làm online, nhân viên cũng làm online cả thôi, chẳng ai làm trực tiếp được thì làm online. Khi nào mà đỡ dịch đi thì có thể họp, sau đó là đưa ra những cái ý kiến làm như này làm như kia, được chưa nhỉ? Ông này được cái này thì share cho mọi người để làm sao mà đi được đường dài với nhau đó, được chưa? Còn nếu mà mọi người làm cá nhân cũng được nhưng mà hơi khó đấy. Ok em ơi, để mai ở người ám có ai không em ơi? Ok
Cái này thì anh phải hỏi ở trên nhóm anh ạ, chứ còn em Nghệ An thì em không rõ đâu, bởi vì anh em cả nước luôn đấy. Ừ, anh em làm Amazon thì đông lắm, ở đâu cũng có, mà đông nhất vẫn Hà Nội Sài Gòn nhé. Hà Nội Sài Gòn Đà Nẵng. Mà thì anh cứ đang ở trên nhóm ấy, đầy người ở Nghệ An mà. Sài Gòn có em ơi, Sài Gòn nhiều nhóm lắm. Hà Nội thì có càng nhiều hơn. Hà Nội còn nhiều hơn cơ. Nhá. Được chưa? Mọi người liên hệ với nhau nhá, mọi người liên hệ với nhau trên nhóm ấy. Mọi người đăng bài trên nhóm cho mọi người tạo team, lập team làm với nhau, 3-4 người là mọi người làm được rồi. Ok. Được chưa nhỉ? Vâng. Rồi, mọi người còn câu hỏi gì không ạ? Nếu mà mọi người không còn câu hỏi gì thì mình xin phép dừng buổi Zoom ngày hôm nay ở đây nhá. Được chưa nhỉ? Ok. Cảm ơn mọi người. Ok. Cảm ơn em. Ok, cảm ơn mọi người đã tham gia buổi Zoom của mình nhá. Chúc mọi người cuối năm sẽ bán được hàng nhé. Và lâu dài được với bạn rồi. Cảm ơn mọi người. Rồi, bye bye. Cảm ơn trường nhé.